Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ame Shop. Hôm nay em làm clip giới thiệu đến các anh một mẫu tàu mới về. Một mẫu tàu dáng cũng khá là mới và những cái thiết kế rất là mới đến từ nhãn hiệu Lubinsky. Đó, ở đây thì khi mà các anh mua hàng cũng được tặng thêm một chiếc túi dây rút để các anh có thể tiện mang đi theo những lúc mà mình di chuyển được sạch sẽ hơn. Đây là một chiếc tàu đến từ nhãn hiệu Lubinsky. Lubinsky là một nhãn hiệu đã có thương hiệu, đã có vị trí ở của mình ở trong tàu cũng như là phụ kiện dành cho xì gà. Cũng giống như các mẫu tàu trước đây em giới thiệu thì cái dáng tàu này nó cũng khá là cổ điển và nó khá là đơn giản. Chính vì vậy nó phù hợp với rất là nhiều anh. Ngoài cái dáng cong như thế này thì bên em còn rất là nhiều cái dáng khác, dáng thẳng này, dáng cán thẳng này, hoặc là dáng cong hơn một chút nữa, rất là nhiều cái dáng. Thì các anh thích dáng nào các anh có thể là vào website ambe.vn xem dùm em nhé. Cái mã hàng của cái mẫu này đó là LB P1, mã hàng em để trên góc trái màn hình cái họa tiết đấy, gỗ màu đen mun rất là đẹp. Ở trên ngoài thực tế thì mọi thứ rất là đẹp, đẹp hơn ở trên hình ảnh của em rất là nhiều đấy. Ở đây nó có những cái vân gỗ rất là đẹp như thế này đấy. Mỗi cái vân gỗ thì ở mỗi cái tàu nó sẽ là khác nhau à, nó chỉ giống nhau về dáng tàu thôi. Chính vì vậy là các anh ấy, hoàn toàn là khác biệt với nhau nên là không bị đụng hàng các anh nhé, mặc dù là mình mua cùng một mẫu tàu đấy. Logo của hãng Lubinsky ở đây thì được ốp một miếng kim loại như thế này đấy. Rất là sáng, mạ chrome rất là sáng, hai cái viên chrome sáng trọng, đúng rồi. Ở đây thì có thêm một cái phần lõi để mình có thể thay lõi lọc đấy, các anh có thể thay lõi của Big Ben vào. Các lõi lọc này nhà em cũng có bán. Đây là một dáng tàu. Ở trên đây thì có thêm một cái phần nõ, cái một là một cái lỗ nhỏ như thế này. Nếu mà các anh không thích thì các anh có thể dùng một chọn mẫu khác, đó là cắt bằng ở đây thì nó sẽ tiện hơn cho các anh đấy. Đấy là thói quen của một số anh thôi. Mình dít ở trên này thì nó sẽ lên được trên nhiều hơn, nó không xuống lưỡi nhiều thì các anh thích nhẹ hơn chẳng hạn. Đó. Chất liệu gỗ đây là gỗ thật các anh nhé, hàng chất lượng cao cấp chứ không phải là hàng nhựa như các shop khác giới thiệu đâu ạ. Đấy. Ở cái phần này thì trên này thì chắc chắn là bằng nhựa rồi. Đấy. Còn ở phần dưới này thì bằng gỗ, gỗ thật, và tất cả cái viên này là kim loại mạ chrome. Đấy. Anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này, Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào tìm kiếm là LBP1 để xem chung chi tiết về sản phẩm, hoặc là anh nào muốn tiết kiệm thời gian thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Đấy, xin cảm ơn các anh rất là nhiều.